Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Thì hôm nay em vừa mới về được với em Moon các bác nhé. Chuẩn Moon luôn các bạn. Chim vừa mới về thì các bạn. Em này đảm bảo với các bác là hot xòe nhé. Hot là xòe các bạn. Hot suốt ngày được, giọng thì cực nhiều luôn. Có cả giọng bắt cô chối cột nhé các bác nhé. Rất rõ giọng bắt cô chối cột luôn các bạn. Chim múa này, chơi cả cánh luôn các bác nhé. Chơi cả cánh luôn các bác nhé. Nếu như em này mà căng ấy, em nói thật với các bác là chơi cánh như đại bàng luôn. Bởi vì là chim mới về chưa ra được hết phôm các bạn. Đấy các bác có thể thấy. Nhưng đảm bảo với các bác là em nghe là hót rất nhiều giọng và ấy. Và đuôi xòe rất to các bác nhá. Hót xòe luôn các bác. Cứ hót là có đuôi, hót là có đuôi các bạn. Đấy bắt cô chối cột đấy các bác nghe thấy chưa? Bắt cô chối cột đấy. Bắt cô chối cột. Nghe rất là vui cái giọng này, rất là thích. Gần như ai chơi thiếu cũng thích cái giọng bắt cô chối cột này các bạn. Chim chơi giọng rất là phê luôn các bạn. Hót cực nhiều, đây là chim mới về các bác nhé. Chim mới về thì em quay tạm clip lên cho các bác này. Đấy các bạn. Đấy, bắt cô chối cột đấy các bạn. Nói chung là anh em mà chơi em Mi này nghe hót thì khỏi phải nghĩ luôn. Bởi vì em này nó thật sự với các bác là nó hót quá nhiều thực sự. Hót cả ngày được, em sợ thật đấy. Chim mới về tối hôm qua thôi nhưng mà hót ở nhà người ta. Em nói thật sự các bác là đây là bắt ở nhà người quen. Nên là đấy bắt cô chối cột liên tục. Nên là con chim này em biết dòng rõ của nó hót kinh khủng lắm các bạn. Hót nhiều lắm. Ra cánh nhé các bác nhé. Chim này chơi cả cánh nhé các bác nhé. Không phải chơi nguyên đuôi đâu. Chơi cả cánh đấy các bạn. Chim mới về nên là chỉ là đăng tạm cái clip lên như này cho anh em thôi. Anh em nào bồ kết thì alo cho em còn bảo hành nhé các bạn. Hót nhiều. Hót nhiều giọng cực tốt luôn các bạn. Đấy các bạn thấy không? Alo. Có thể thấy nha, hót múa nha, cánh ra rất tốt nha các bạn nha. Cánh này lúc có lúc nó ra cao lắm các bạn, cao như cánh đại bàng, gọi là cánh đại bàng đấy, ra cực kỳ tốt luôn các bạn. Em này để hót thì khỏi phải nghĩ luôn các bạn, hót quá nhiều luôn các bạn. Đây là clip quay tạm cho các bác xem nhé, các bác lưu ý đây là clip quay tạm cho các bác xem nhé. Em sẽ có clip cụ thể hơn bởi vì khiếu này nó mới về nhà em, nó hơi lạ, còn ở nhà người ta thì đúng hót cả ngày luôn các bạn. Đây bắt ở nhà ông anh thôi, không phải bắt ở đâu xa cả. Nên là chim biết rõ nguồn gốc, tung thích, không tật lỗi nhỏ các bạn. Nói chung là mua về sẵn này 1-2 hôm mà chơi ấm ầm các bạn. Nói chung là cực hay. Đấy, cánh đấy các bạn. Đấy, cánh đấy. Chưa ra hết rồi các bạn. Các bác có thể thấy chim chơi rất tốt nhá. Thôi em xin phép dừng video tại đây các bác nhá, để cho em nó nghỉ ngơi đã. Rồi là em sẽ lên, nếu mà chưa bác nào chốt thì em sẽ lên video sau. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã xem video nhé. Bác nào mà quan tâm đến em nó thì alo cho em theo số điện thoại là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác ạ.